Có nhiều người e ngại, sợ khi đến thế giới cực lạc một mình một bóng, không quen biết ai cả, cảm giác sợ hãi. Kỳ thực họ không hiểu một điều, khi đến thế giới cực lạc, những người thân đã giảng sanh từ trước đã có mặt ở đó rồi. Quý vị sẽ gặp được họ, chắc chắn sẽ vui hơn thế giới này nhiều. Rất nhiều anh em, bà con, bạn bè, khi gặp nhau những người đó nói: sao bây giờ anh mới đến? Họ đã đi từ đời nào, bây giờ quý vị mới đến? Vì thế khi đến thế giới cực lạc, chắc chắn quý vị sẽ không còn cô đơn, vì đã có rất nhiều anh em bạn bè.